Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Như anh em đã chứng kiến ở cái bảng xếp hạng hiện tại bây giờ, đó là một bên là của team của top 1 và một bên chính là top 2 của cụm máy chủ Android. Đấy, hai thanh niên này cũng được coi như hai thanh niên đang thuộc ít nhất là phải nằm trong top 3 những người mạnh nhất của OMG Q, với lực chiến cao nhất của OMG Q đúng hơn. Đấy, thì mọi người có tò mò về cái trận đấu của hai thanh niên này không? Đấy, thật ra là bây giờ thì trong Hoàng Thành thì vẫn chưa diễn ra, còn 6 tiếng nữa cơ. Nhưng mà mùa Vương Giả Định đã diễn ra rồi nên là có thể xem được trận đấu của hai thanh niên này. Vương Giả Định thì luôn luôn là nơi mà hai thanh niên này choảng nhau liên tọa. Đấy. Ông top 1 thì hiện tại bây giờ hôm trước mình đã sâu cho mọi người rồi. Nên là ông đang cầm team Ngụy. Còn top 2 thì vẫn trung thành với team Thục từ lâu nay. Đấy, từ mấy bữa nay. Đấy. Đầu tiên tôi xin phép tắt mode speed này, hoặc là không nên để mục tiêu để tầm 2 sẽ vừa phải. Đấy, còn bây giờ mình sẽ show trận PK của hai thanh niên này cho mọi người. Đấy. Đây, trận đầu tiên. Ôi. Hai thế cực hoàn toàn khác nhau. Một bên thì ảo hóa là số 1, ảo hóa là perfect, ảo hóa là 10 điểm, ảo hóa number 1. Một bên thì trung thành với đường lối thuần túy, gọi là bản default. Đấy, nghịch mệnh. À, trận này chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng xem hai con tướng đang thực sự phải nói là có lượng dam tốt nhất của tựa game này, nó nhảy dam sẽ như thế nào, rất là thú vị luôn. Rồi, mặc dù lực chiến tranh khoảng tầm 40 triệu thì cũng rất là khó nói đến cái vấn đề đó là so dam như vậy là lệch lạc, là sai, là không hợp lý, bởi vì nó không ngang nhau. Đúng là như vậy thật, đúng là nó không ngang nhau thật, nhưng mà biết làm sao được, hai thanh niên top cao nhất rồi, có tìm được ai cao hơn nữa đâu, có tìm được ai sát hơn nữa đâu không? Chịu thôi à, không phải chúng ta phải chấp nhận xem thôi. Chấp nhận xem là giữa Triệu Vân và Trương Liêu thì đâu mới thực sự là vị tướng gọi là đứng đầu meta hiện tại bây giờ, cách đi tìm. Tiếp tục thì thật ra là nói về dam thì hỏi OMG team nào là team dam to nhất thì chắc là mọi người nhận hết là team Thục. Đấy là nó là đó là cái thế mạnh của nó từ xưa đến giờ rồi, rất là khó để có thể lu mờ đi cái thế mạnh của cái team này. Đấy, trước giờ nó đã như vậy rồi, rất là khó luôn. Nhưng mà sau này thì có những vị tướng khác được update lên thì nó sẽ có cái lực khỏe hơn nữa, ví dụ như Trương Liêu này chẳng hạn. Trương Liêu đầu game cũng khỏe mà đam to dễ kiếm. Team Ngụy dễ ý thời, Team Ngụy dễ kiếm, dễ chơi. Sao có cả Lữ Bố nữa. Đấy, rất nhiều cái tướng đam khủng khiếp này. Nhưng mà Triệu Vân đam 2 phát, cái hàng này nó vẫn chưa bay này. Tê liệt rồi. Tê liệt rồi. Bằng thống có hồi sinh không? Ôi, bằng thống chết một lần rồi. Công nhận là đa môn trung yêu to thật. Đấy, đây là thế lực thứ hai của game, ít nhất là thứ ba của game, bởi vì hiện tại là tôi chưa chắc được bên iOS đã lên được bao nhiêu lực chiến rồi, nhưng mà chắc là iOS sẽ là top 2. Top 2 của toàn toàn game, ông này ông bên này sẽ là ông bên phải sẽ là top 3 toàn game. Đá cao sẽ là như vậy. Ui, có vẻ như là một trận PK nó chênh lệch hoàn toàn về sức mạnh rồi. Chênh lệch khá nhiều rồi. Tướng thứ hai ạ, hai tướng Triệu Vân vẫn có thể cân, Triệu Vân vẫn có thể cân, nhưng giai đoạn này thì hơi khó bởi vì Trương Liêu có lượng sát thương rất cao. Để cân được một con tướng không phải như cỡ như Lữ Bố, bởi Lữ Bố nó là sát thương của nó kiểu khác, nó kiểu toàn team. Mà Triệu Vân còn có quyến rũ trên người, à quên nhầm. Trời ơi, team kia nó chết mới có một con thì quyến rũ mẹ gì. Tỷ lệ thấp ra mà. Úi dồi ôi. Tê liệt, đứng nãy giờ rồi. Không nhúc nhích trời. Hiệp thứ tư rồi. Vẫn sang tuần thứ tư, lại chết vì con thần thú ạ. Ở đâu? À đúng rồi. Úi đi, mẹ, thanh niên này lên lực chiến nhanh thế. Úi đéo mẹo. Tôi mới thấy là 900 hôm qua là 901 triệu đúng không?
Hôm nay là 905 rồi. Vãi thật. Nhanh thật sự. Tiếp tục nào, chúng ta đến loạt trận thứ hai của hai bạn này. Những trận PK của top đánh với nhau thế này sẽ rất là nhiều cái để đáng xem. Uầy, pha đóng băng hợp lý này, ầu từ mạng ý hay thế nhở. Gần như là vị trí xếp team cũng không có thay đổi nhiều đúng không nào? Hình như là không thay đổi gì. Cả hai team đều đi theo một lối sát thương hàng dọc chuẩn mực. Công nhận nhờ, hai trận này có một điểm chung là loạt tướng hàng dọc rất chất lượng luôn. Mềm. Ui, bà Thống chết sớm. Thống kiểu vào trận chỉ để bút thôi. Thánh bút. Và chỉ để bút thôi. Không chết được, không ai quan tâm nữa. Ông bên này mà tháo hết ảo hóa ra là chúng ta sẽ có một loạt trận PK gọi là đẹp mắt luôn rồi. Trời ơi. Làm sao? Làm sao nữa nào? Đào chưa? Ôi, main được nhỉ, main cũng được tích sự vãi đái luôn ạ. Đấy, main nhà người ta nó phải như thế. Có lẽ sẽ, có lẽ pha này sẽ là pha điểm nhấn một trận đấu này rồi. Pha gọi là vẩy băng, pha gọi là pha vẩy băng chất lượng. Có choáng đến từ thần thú luôn rồi. Tê liệt bên hàng dưới này rồi. Cũng chưa chắc đã chất lượng lắm đâu. Cái lực bên kia nó vẫn chắc, chắc kèo quá. Triệu Vân để hàng dưới này gặp thần thú bên kia như kiểu bóp ấy, khó chơi đã mà. Đây rồi, được tháo xích rồi. Một pha đâm chuẩn mực. Úi dồi ôi, đam nổ. Nó nổ ra phê đã mà. Ui dồi, vẫn chưa chết ạ. Cái hàng này nó khỏe vậy. Mít rồi, mít rồi, mít rồi. Mít rồi. Mít tê liệt rồi. Chưa chết ạ, hàng đấy vẫn chưa chết ạ. Lì đã mà. Đây rồi, chết chắc rồi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. À, con này. Quá lồ, thấy cái con nào chưa đánh nhỉ, con đóng băng. À, ra hàng này có bảo cách ra. Không sao, không sao, không sao. Không sao, Quách ra đứng đơn lẻ hàng đấy cũng chả để làm gì cả. Sau đó cuối thôi. Đại ca ra các lượng đã ra tay. Ôi trời ơi, vẫn mít ạ. Nhưng không sao, vẫn bắt được còn không chế team bạn là được. Bắt được còn không chế team bạn là quá đẹp rồi. Đóng băng lâu thế nhở, tháo xích cho nó đâm thế nào. Ôi trời ơi, thôi bạn ơi. Ôi, không ăn thua, không ăn thua. Không ăn thua rồi. Không ăn thua rồi. Mày... Ôi vẫn chưa tháo xích ạ, lâu thế. Đây rồi. Hay quá bạn ơi. Hay quá bạn ơi. Ui, quyến rũ luôn ạ. Tỷ lệ quyến rũ có 20% mà dính luôn vào đam chính ạ. Ê ui, trận này nó lại có một thế lực gì đó rồi. Nó lại có một thế lực gì đó nó vây quanh rồi. Trời ạ. Tỷ lệ quyến rũ giờ này thấp dã man luôn. Vẫn ra được và ra chuẩn dính đúng con đam chính luôn. Đấy, thế mới lạ chứ. Lại mít. Ơ, đi mẹ thực toàn. Gãy rồi. Gãy thực sự rồi. Triệu Vân nó gạt hết. Ô xong rồi. Duy làm màu nữa thì thôi rồi. Thôi rồi. Mày. Còn con Vân Vân nữa. Vẩy một cái xong đâm là chết. Vẩy cái xong đâm là chết. Ôi trời ơi, liều ơi. Cái quyến rũ này nó ghê. À thì mẹ gọi là quyến rũ thì nó hơi sai rồi. Kỹ năng này nó không phải là quyến rũ. Kỹ năng riêng của Triệu Vân thổ sặc mạnh đúng là điểm nhấn của trận đấu này đến từ pha đóng bọn nó,
pha đóng băng của bên rồi, pha đóng băng của bên toàn luôn. Ui rồi thì xong rồi, mất hết, quá hay. Mãn nhãn với hai vị tướng sát sát thương khủng khiếp của tựa game này, tìm chết gần hết rồi. Thế này thì tỷ lệ đóng băng của nó cao lắm, à, tỷ lệ hiệu ứng của nó cao lắm, đâm phát nào dính phát đấy à. Giờ con tàu tháo hay đâm là bị dính là bị mất lượt, kiểu hết tướng á, bị mất lượt, không biết có sống nổi không ấy chứ. Rồi thấy cái màu là chết luôn, à chưa, mình dựng ra nữa. Chưa, vẫn chưa, gạt phát nữa thì chưa, ô vẫn chưa lì mà, nhưng mà vẫn mất lượt đấy, lại thần thú làm hết ạ. Đấy, vẫn tiếp tục là 86 triệu ở trận này thì nó lại đánh trước một tí. Ủa, trận này nó chưa tăng lực thực chiến ở trận trước rồi. Trận này vẫn thiếu hụt mất tầm khoảng 4 triệu nhỉ? Tầm khoảng 3 triệu 2, 3, đúng rồi, tầm 3 triệu 2. Đấy, nhưng mà vẫn win. Ủa, được quá các anh em ạ. Ủa, hàng một những trận tổng hợp hai trận PK thật sự rất là mãn nhãn của top 1 và top 2. Máy chủ ăn roi của máy của Trung Quốc đúng không nào? Rồi ok, chung là video này mình xin phép kết thúc đây thôi. Anh em thấy hay đừng quên like, share, subscribe kênh giúp mình. Tất cả trận đấu của hai thanh niên này luôn luôn mang lại những cảm xúc cực kỳ thú vị đến cho người xem đúng không nào? Các bạn anh em hẹn lại anh em ở các video tiếp theo nhá. Đừng quên bấm like, bấm share và subscribe kênh và bật quả chuông thông báo để không bỏ qua các video trên kênh và của livestream của mình nhá. Bye bye anh em.